Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Tại buổi làm việc, Thượng tướng Vũ Hải Sản cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công Sở Chỉ huy Thường xuyên Quân khu 5. Công trình này được Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5 làm chủ đầu tư và khởi công xây dựng từ ngày 24 tháng 12 năm 2022 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do công ty xây lắp Thành An 96, binh đoàn 11 thi công. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 1 năm 2023, công tác giải ngân vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các kiến nghị đề xuất, Thượng tướng Vũ Hải Sản đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu thời gian qua và công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thời gian đến tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng trên địa bàn triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang quân khu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đặc biệt, thẩm định chặt chẽ về mặt quốc phòng đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội và quản lý đầu tư các hạng mục công trình chất lượng, an toàn, đúng tiến độ, đúng pháp luật.